tức là phải làm lý các bạn ạ. Nên là bản là anh em mình cũng phải làm lý làm luật đấy. Chào nhau một cái để chia tay, tình cảm nó mới dạt dào. Vâng, em ơi, anh cảm ơn em nhé. Xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi và Nguyễn Tất Thắng với mấy anh em đi lên trên xóm thì ăn cơm và uống rượu. Bây giờ đang đi về rồi. Thực sự là con đường đi về rất là khó các bạn ạ. Đi lên cũng khó rồi và đi xuống cũng khó rồi này. Toàn bùn thôi. Trên này thì toàn là toàn là bùn thôi các bạn ạ. Đấy, Nguyễn Tất Thắng đi như con sóc bay các bạn ạ. Nguyễn Tất Thắng là vua của rừng rồi. Đấy. Khả năng là Nguyễn Tất Thắng trước đây là sinh ra là để đi lên rừng rồi. Sinh ra để gặp người Mông. Đúng không? Đấy, là con người của Mông rồi. Nguyễn Tất Thắng bây giờ là con người của Mông rồi. Ô, đấy. Đấy, bọn mình đang trên đường về thì tình cờ gặp ông cụ nhé các bạn nhé. Ông cụ đi lấy củi. Rất tiếc là mình không phát được tiếng Mông, chỉ biết chào ông thôi. Nha. Ông đi lấy củi à ông? Ông nhá. Lấy củi. Đấy. À, ông bây giờ là đi lên trên đồi lấy củi các bạn ạ. Đấy. Rất là vất vả. Ông hàng ngày chỉ biết đi lấy củi thôi nhỉ. Ngoài lấy củi ra ông còn làm gì ông ở Thắng? À ông chỉ đi lấy củi thôi, còn đâu hỗ trợ tiền ăn thì nhiếc rồi. À. Rồi có hỗ trợ rồi đúng không? Rồi rồi rồi. Nhìn thấy củi của ông ở trên kia rồi. Nhưng mà không dám vác. Rồi rồi. Gặp ông cụ đây. Anh em chào ông cụ xong đi về rồi các bạn ạ. Sự là đấy, qua lời kể cũng như là đến thăm trực tiếp nhà ông cụ thì các bạn biết đấy, ông thì không có nguồn thu nhập gì nhé các bạn nhé. Còn nương lúa nữa, chắc là mình nghĩ là ông cũng không làm được đâu. Ông chỉ đi lấy củi về và nấu nướng ăn hàng ngày thôi. Bởi vì ông già rồi. Hôm nay hiện được 80 tuổi rồi các bạn. Vậy ông rất là chịu khó. Nhưng mà tiếng thì không biết nói. Khổ đấy. Thế là ông chỉ đi lấy củi. Xong về nấu nướng ăn uống thôi. Đấy, cuộc sống người dân ở trên bản nó khổ thế. Con cái không có các bạn ạ. Ôi, mệt quá. Sự là con đường này chỉ là đường mòn thôi các bạn nhé. Đi toàn lưng chừng đồi thôi. Ở dưới này là hụp này. Đấy, các bạn thấy cái cây gạo này. Lâu có cây to thôi. Trên này là cái đồi mà thôn người ta quy hoạch rồi các bạn ạ. Tức là cho phép người dân đi lấy củi khai thác, chặt phá cũng như làm nương. Bởi vì thôn bản ngay dưới này thôi các bạn ạ. Mệt quá bây giờ. Anh em bây giờ là đi được một nửa đường rồi các bạn ạ. Thực sự xuống dốc thôi nhưng cũng rất là mệt. Nên là anh em phải nghỉ chân tạm ở đây. Đang lưng chừng núi. Có dùng gậy được không? Lưng chừng núi. Nguyễn Tất Thắng dùng gậy rồi. Nguyễn Tất Thắng ơi, tới đây con đường này liệu người ta có làm cho xe lên không? Làm sao đá này. Đường này khả năng là chả làm được nhỉ? Vách đá. Toàn sao? Vách đá. Không. Làm cáp treo anh ạ. Cáp treo à? Cáp treo. Đang tới đây làm cáp treo đi rồi nhỉ. Con đường này thì nói thật là để mở đường thì rất là khó các bạn ạ. Nó toàn lưng chừng núi này. Đâu con dao nào để làm tí chuối ăn. Ăn chuối. Chuẩn bị lên chỗ nước
Thì sao đấy? Ăn nhiều cá mắm quá. Ăn cá mắm. Anh em hôm nay ăn cá mắm với lại lòng lợn. Mắm đâu, mắm cá khô. Cá khô. Ừ. Cá biển đàng hoàng. Ờ, chỗ này người ta có trồng sâm không ở Tất Thắng? Không, bên kia rồi. Bên kia à? Chỗ gặp ông cụ kia đúng không? Đấy, ông cụ còn leo được từ dưới kia lên nhá, anh phải biết rồi. Ông cụ khỏe ông nào. Ông vác củi về cơ. Tí ông có vác củi về. Rồi, đấy, việc đấy là việc hàng ngày của ông. Không, nhưng mà ông qua đúng cái đoạn đấy là mình phải phục ông đấy. Cái chỗ lên dốc kìa, đúng rồi, gần chỗ cái máng nước mình uống kìa. Vẫn leo trèo. Đoạn đấy thanh niên mà không trèo được. Không, người bản thì trèo được hết. Ông cụ bao tuổi nhỉ, Thắng nhỉ? 71. 71 à? Anh em bây giờ lại nhổ neo kìa. Đấy, con đường Nguyễn Tất Thắng. Đây là con đường Nguyễn Tất Thắng đấy. Đây, quanh Nguyễn Tất Thắng chưa? Ừ, đây. Nguyễn Tất Thắng. Đi quá khó luôn các bạn ạ. Chẳng lẽ lại giơ hai ngón lên lại phải đặt là con đường Nguyễn Tất Thắng thôi. Đường đi quá khó các bạn ạ. Buổi sáng lên mình mình không ngờ là con đường nó đi lại khó như vậy. Lúc đầu nghĩ là anh em đi được, mình cũng đi được, mà hôm nay mình đi thực sự là quá là mệt. Được. Đấy. Đường, bạn thấy đường không? Đấy, đường vòng vò, toàn đường xoáy trốn ốc thôi. Và đây là đường đi bộ nhá. Đấy, các bạn ạ, bây giờ nhìn thấy cái thôn thôn chính nhỉ? Đây là thôn chính phải không Thắng? Án dầu 1 là đi xe lên được nhé các bạn nhé. Còn từ cái đoạn đường mòn kia là không đi xe được nhé các bạn nhé. Đấy, xe bọn tôi phải để tít dưới kìa. Đường như này thì có siêu mô tô cũng không thể lên được. Có rời địa hình cũng không lên được nhỉ. Đường này không thể đi được. Quá dốc luôn. Bên Thất Thắng với mấy anh em đi là có cách tôi có một tí thôi, nhưng mà nhìn người bé tí. Thực sự là đường này là đường đi lên rừng chứ không phải là đường dân sinh các bạn nhé. Đường leo núi ấy. Đây, các bạn thấy cái đoạn đằng sau, đường đằng sau đấy. Đi như thế mà. Khó lắm. Đấy. Không, chú thấy đường này đẹp bằng đường Su Phi không? Ôi, đường này khó nhiều. Su Phi đường lên đồi thảo quả, anh thấy còn xe máy vào tận nơi được mà nhỉ? Được. Đường đây thì không, xe địa hình cũng không đi được. Sợ thật đấy. Có lẽ là tôi tắt video ở đây thôi, vì đường đi khó quá các bạn ạ. Tí quay phải quay tí lăn lăn xuống dốc ấy. Đây là những vết tích xẻ gỗ làm nhà cho bà cụ ở Đán Dầu nhé các bạn nhé. Nhà bà cụ ở chỗ nào nhỉ? Ở bên kia chỗ trụ sở thôn đi sang tí. Ô, gặp hai vợ chồng trẻ đi đâu về này? Đi xem thằng Hòa. À, đi sang nhà vả chơi à? Vâng. À, đi sang nhà ngoại á? Vợ ở đâu? Vợ trên này. À, vợ nhà trên này á? Thế nhà em ở đâu? Em ở ngay chỗ Đán Dầu 1 này à? Vâng. À, ừ. Thế bây giờ đi lên thăm bà ngoại à? Vâng. Ừ, rồi. Hai vợ chồng đi nhá. Vâng. Đấy. Lấy vợ ở trên núi. Toàn đi bộ thôi, không đi được xe các bạn ạ. Cái này đón dâu hay lắm vậy nhỉ? Đón dâu đi đường này thích lắm nhỉ? Chắc là cô dâu không dám mặc váy to rồi. Mặc váy mà luồm xuồm là thôi luôn.
đi chỉ có lăn xuống lốc thôi. Không, mà váy dân tộc lại không có, nó không dài mấy đâu nhá. Váy dân tộc nó không dài. Dân tộc Mông mà, ở đây đa số là dân tộc Mông nhá các bạn nhá. Đường này là đường đi lấy củi. Có cây đâu, ở trên có thấy cây đâu. Đây là đán này này các bạn ơi. Đây là chính là cái đán này. Đấy, tại sao người ta gọi là đán dầu? Bởi vì đây là núi đá. Đây là tiếng Tày người ta gọi là đán. Còn dầu ấy thì theo người dân nói gọi là ở đây trước đây có mỏ dầu các bạn nhé. Đấy, vì vậy là đặt là đán dầu, tức là cái núi đá có dầu. Đấy, nhưng mà bây giờ thì theo mình lên và khám phá thì không thấy có dầu, chỉ thấy đán thôi. Đấy, núi, toàn núi đá vôi nha các bạn nhé. Này không bao giờ leo được luôn đấy. Đấy, này chỉ có các phượt thủ chuyên leo núi thì may ra leo được. Sợ thật. Bên dưới đán thì có các cây chuối. Theo mình nghĩ là chắc là không phải có dầu đâu, bởi vì cái đán này ấy, nó có mỏ nước các bạn ạ. Bởi vì nước chảy ra thì có nước thì người ta gọi là, ngày xưa nước thì mới sinh sôi nảy nở được thì người ta gọi là dầu. Đấy. Theo mình nghĩ là như vậy thôi, chứ còn ở đây làm gì có mỏ dầu. Theo địa lý các bạn biết rồi đấy. Thì không thể có mỏ dầu ở trên này. Mà chỉ có mỏ nước thôi. Vì vậy cái vách đá này ở bên dưới chân núi này nó có nước các bạn ạ. Đấy. Nước nó chảy ở trong hang đá này ra. Nha các bạn nhá, các cái kẽ đá ra. Đấy, gọi là đán dầu. Hay là từ dầu nó là gọi là âm u. Các bạn ạ. Có khi mình không giỏi về Hán Việt lắm, nhưng mà từ dầu nó có nhiều nghĩa lắm. Nó âm u mù mịt, bởi vì lúc sáng bọn tôi lên thì toàn thấy sương thôi. Vì vậy có thể là người ta nói đây là cái đán, đán dầu âm u. Đấy, nước này, nước trong khe đá chảy ra. Đấy, các bạn thấy không? Hoàn toàn không có cây cối gì ở trên này, chỉ có đá thôi nhé. Vì vậy nước này là nó chảy ở trong kẽ đá ra quanh năm luôn đấy. Cái này làm ô tốt đấy nhỉ. Lá giấy. Lá giấy rất là to luôn các bạn ạ. Đây. Lá giấy này. Các bạn có thể so sánh với người đấy. Đây, tôi quay góc rộng vì vậy người nhìn rất là nhỏ, mọi vật đều nhỏ, nhưng mà cái lá giấy ấy, các bạn so với người rất là to luôn. Như một cái ô luôn. Đây. Đây là một cái mỏ nước nuôi sống cả làng này đấy. Đấy. Các bạn nhé. Mùa nước nó chảy nhiều lắm. Bây giờ mùa đông, đây là mùa hiếm nước nhất rồi, mà nước vẫn chảy các bạn nhé. Như vậy là cái nguồn này không cạn, không bao giờ cạn. Đây, lá giấy đây. Quá to luôn. Tôi với còn không tới. Cây quá to luôn đấy. Rồi. Có lẽ là tôi xin phép kết thúc video hành trình đường đi xuống cùng với lại Nguyễn Tất Thắng ở đây thôi. Thì con đường thực sự là rất là khó. Đấy, các bạn ạ. Các bạn thấy đường đi khó nhưng mà lại đẹp thì hãy cho xin một like nhé. Nguyễn Tất Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.